Hello anh em. Thì hôm nay cũng buổi trưa rảnh rỗi tới cuối tuần rồi. Mà có con game mới ra mắt trên Steam, tôi cũng nhận được cái key của họ. Nên tôi vô thử luôn. Này là trên này test được thôi. Hồi đó đăng ký test sớm, bây giờ có cái key luôn. Nên chơi luôn. Con game đó tên là con Voodoll. Đây. Voodoll chứ, nhầm. Voodolls. Voodoll. Vui là cái gì đó? Không phải là víu nha, Don là búp bê rồi. Thì cụ phiêu lưu mấy con búp bê quá. Đây. Thì con này là game hành động của Thành á. Nói chung là hồi lúc tôi chơi là nó không có phụ đề gì hết nên tôi cũng chả biết đọc sao đó. Thì con này là lúc trước tôi có test mới chút xíu à, khoảng là 10 phút thôi nên chưa nắm bắt được game đây đó. Thì bây giờ họ đã ra mắt là phiên bản chính thức luôn, cũng chỉ mới là vừa ra mắt chút xíu dưới thôi. Thì chưa có ai review hết, mới có 3 người đang chơi nè. Thì đây là con game thủ thành, anh em xem trailer đi. Nếu anh em nào chơi con Orcs Must Die rồi đó thì chắc sẽ là biết qua thể loại này thôi. Đây Orcs Must Die. Cái này thì tôi giới thiệu con Orcs Must Die chứ không phải chơi con game Orcs Must Die à. Thì nó cũng na ná kiểu này, nhưng mà tôi thấy đồ họa của Orcs Must Die nãy chi tiết và sáng sủa hơn rất nhiều. Thì con này là siêu phẩm rồi, nói chung là rất nổi tiếng trong cái thể loại thủ thành hiện nay rồi. Cũng nghe đâu là sắp có phần 4 rồi đó, mà không biết khi nào có thôi. Thì đây là con game mới ra mắt, nó tên là Voodoll. Thì cũng là một dạng thủ thành thôi. Tôi nhìn thấy cái trailer mà có vẻ FPS rất là gấp luôn. Thì vừa có thủ thành vừa có thể loại nhập giai mà mình trong đó đóng giai phòng thủ luôn. Nói chung là ý tưởng nó thì con Orcs Must Die ra thôi, giờ xây trụ với giờ đặt bẫy đó. Cơ bản được thấy cái nét giống là gần như 90% rồi. Rồi giờ chúng ta vô chơi luôn ha. Thì con này tôi không biết là nó hay không hoặc là chơi được lâu dài hay không, nhưng mà trước mắt thì cứ chơi đã. Game được tạo bởi Unity. Unity thì gần đây tôi thấy nó hay bị gắt lúc mà tôi đang quay video á, chả biết do gamer hay là do gì luôn. Hy vọng là con này không bị. Bây giờ vô setting, ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha gì thôi, không có tiếng Việt. Đây là phụ đề, họ có cái chức năng phụ đề nè. Xếp lại. Gameplay, cái đầu tiên là tầm nhìn, còn cái nó có hai loại lắm, góc nhìn thứ nhất, góc nhìn thứ ba. Nhớ lần trước tôi chơi là nó giống game tôi á, có thể nhấn nút V để tùy chỉnh cái này, mà con tôi thì đổi bỏ cái đó rồi. À đây là cái God 2 nè, họ có tùy chỉnh God 2 chi tiết quá hả, 1, 2, 3 nên lấy hình vuông đi. Màu thì xanh lá, màu xanh lam nó trùng với nền trời nè. Có màu vàng không? Màu vàng là cái màu tương phản nổi bật nhất trên hầu hết trên tất cả các nền luôn, vậy mà họ không có hỗ trợ, tôi cũng không hiểu luôn. Anh em biết thế giới di động thì nó màu vàng trên nền đen đó. Màu vàng là màu ít thấy nhất trong thiên nhiên, cũng là cái màu rất là nổi bật trên hầu hết các nền màu khác. Rồi bây giờ graphic thì màn này tôi chỉ có 60 fps thôi, tôi để thử fps tí thì vụ game này tắt nếu nó chạy ổn định. Lên này là ánh sáng, anh em nhìn thấy cái độ phản chiếu ánh sáng không? Tôi nghĩ để mức thấp nhất đây. Đây nhìn cái mặt nước này dễ thấy nhất với cái bầu trời nè. Đó. Thì cái này nó chiếu ánh sáng nó chói vậy thôi chứ nó thấy không có đẹp hơn nhiều, nhất là trên mấy con game đồ họa low poly gì. Cái này cái màn hình. Độ sáng thì chắc 10 mấy giờ rồi. Gamma cái gì luôn. Gamma cho lên 5 đi. Thì cái này là tùy chỉnh nút, tôi là chơi con phím chuột chứ không chơi tay cầm nữa đâu. Âm thanh để 100% mà thấy vẫn hơi bé thôi. Thì cái này chết bốc thời gian rồi bắt ra John là gì 1, 2, 3, 4, 5 cứ tiếc là không phòng đó. Thì cái này tôi nghĩ là chơi co-op và online thôi, không có bạn bè gì hết thì không chơi được. Còn có bạn bè thì cũng không có thằng nào có mà trong tem tôi nó chơi cái game thể loại này đâu. chứ muộn lắm con mình tụi chơi thôi. Thì khu vực là chỉ có mà tới mà India là Ấn Độ, ngoài ra là không có châu Á mình hay là Đông Nam Á gì luôn, thậm chí Úc cũng không có, Nhật cũng không có luôn. Con game này đánh vô thị trường châu Âu với châu Mỹ là chính. Anh em đợi tới cái win ốp đá nữa này, lũ đảng lắm. Ốp gì mà ốp hoài ta, nó báo ốp đá nữa nè. Tôi nhớ là hồi qua hôm kia vừa mới ốp lần á. Thì đây là góc nhìn thứ nhất, ra đi 01, chọn con búp bê của mình. Thôi FPS anh em nhìn nó góp nè, chỉ chuyện về việc mà chuyển con búp bê đó mà anh em nhìn nó góp nè, thấy không? Thì con này là có cái kill tool, có cả quân địch ở gần trong vài giây. Con này đúng không? Chứ bên phải chứ. Rồi không? Cái bên phải là tạo một cái vùng gây đam. Nói chung là như cái chuỗi mà quét khối trước mặt á. Cái này gây rối loạn hả? Gây rối loạn quân địch. Này mẹ. Thì con này cũng tạm ổn đó, da nâu đẹp nè. Thì lần trước tôi chơi con này rồi. Con này có kêu là tạo cái cầu trọng lực. Thì tạo ra một Talon để nó luôn đấy, nó khá là ấn tượng nha. Quyết. Thì em này là support hồi máu thôi, nhưng mà tôi chơi một mình thì hồi máu với ai giờ? Thì tại vì có 4 nhân vật này. Thì tôi đang khuyên dân hai con giữa nè. Mà chắc màu xanh lá thì cho nó đẹp, chứ màu đỏ ngay cái thời tiết nóng nực này nó mệt lắm. Rồi vô đi, có đây là vũ khí, cái này mới nha. Tấn công nhanh cái đường đạn đạo, cái này như là tiểu lý phi đao mà vũ song kiếm nha. Em thấy mấy cái lưỡi dao bay ngoài sau, giống hình như Talon với mà Icaria. Đây, nhìn mấy lưỡi dao bay sau nè. Còn cái này phóng từng trái phi tiêu giống Katarina này. Còn cái này cái thương á, thương thì thách để đâm quân địch cái thôi. Lui thì lúc trước là tôi chơi vũ khí này rồi, cũng mới chơi là khoảng vài bao phút à. Này là gì? Điều ở chiêu này gọt chém cái thôi, con này chắc để tính boss á, nên giờ chắc tôi chơi thử là cái phi tiêu này. Rồi bây giờ ra đi vậy, ra đi bắt đầu chọn đường màn khác không được nào. Thì chắc cũng chơi từ đầu luôn, cái này là màn quảng cáo lúc trước tôi chơi trong demo rồi, nhưng mà thực ra nó không có gì cho nó. Anh em xuất phát từ lòng này đi ra đến giữa thì thủ 3 cửa là xong rồi, nên bây giờ là tôi bỏ qua đi, cứ đi thẳng vô màn rồi luôn. Tại vì lúc trước tôi chơi cái bản là logo nè, bây giờ chơi giáp tầng 1 đi, giáp này nó có vẻ mới mẻ hơn tí. Mà game mới ra mắt nên có vài ba người chơi thì co-op tôi nghĩ là kiếm không ra người đâu. Để lên team DB coi. Con này để gì tao vu hả? Hai chữ O. Voodoll đây nè. Thì hiện tại số người chơi đang rất ít luôn, chỉ có khoảng 3 người trong game, trong đó tôi là một thằng rồi quá. Không biết cái bản này nó có tính là một người chơi không. Thì giờ bấm đâu để kiếp về giờ, tắt kép à? À đây, nghe đây. Thì đây là cái khu vực thì chỉnh, có thể bắt đầu chỉnh trước khi rồi bắt đầu vô trận đấu. Nói chuyện với cái con mà cái con gì bảy sách của dòng gì ấy. Nói chung là con nấm tím này đi. Rồi nè, tốc độ chuột hơi nhanh tí. FPS anh em nhìn nó góp rồi, nên có giảm được cái graphic xuống tí không. Thì ok, giờ FPS tôi nghĩ là nó ổn rồi đó, cũng góp vậy thôi, nên thôi chắc tôi kệ nó luôn, tắt hiển thị FPS luôn, nhìn cho nó một. Thì đây là con game có hai góc nhìn, ở góc nhìn thứ nhất nè, mày ở cua. Thì cái này góc nhìn thứ ba. Thì nó hơi chón tí, do tôi để cái FOV nó hơi cao á. Cái bản đồ minimap nó cũng hình tròn nữa. Anh em nào chóng mặt không quen người chơi con này là hơi bị thốn rồi. Cái vũ khí này cùi quá. Đâu nó kêu mình nói chuyện với con kia ở đâu? Trên bản đồ nó hướng này. Đây phải không? Chào bạn đã đến Icaria. Đây là bí mật của cái đảo Icaria gì đó. Nếu mà muốn cấp thử thách thì có thể là không có không giờ. Cái nơi vào mà áp kết cái thử thách luôn rồi, buổi huấn luyện luôn rồi, theo luôn. Nó theo điều cần biết, điều gì gì. Đại nguyện nó tấn công mình luôn, mình cũng có thể đấu lại. Rồi ok. Đứng gần cái viên mà ma thạch để giảm là cái hướng đại nguyện. Cái ép mình là gì? Ép mình hồi chiều là 12 giây. Bây giờ mình đi đâu? Phải viên ma thạch này không? Nói thiệt con game thiết kế hình cầu như gì là anh em chơi góc nhìn thứ nhất như này nó gói loạn tiền đình khủng khiếp luôn á. May mà nó có cái gót 2 để bớt là mình không xem được bản đồ luôn nha. Chỉ Z mới xem bản đồ á. Không chỉ Z để xây cái thật. Đây. Rồi ok. Có thể chọn mấy cái loại cá lấy mày mấy cái loại cháp này nhưng mà nó sẽ giới hạn số lượng. Thì quân địch sẽ đến mỗi quay á, cháp thì sẽ hiển thị đây. Thì có thể chọn nhanh xuống cái mà quýt button này. Có 10 nút đây tôi nghĩ là 1-10 á. Sao tôi hết bấm được rồi đó. Hình như nó bị gắt rồi. Rồi bó tay luôn. Gì mà nhanh vậy? Vì không chừng là do cái máy tôi thiệt á chứ không phải do con game đâu. Chắc tôi chỉnh lại thằng OBS này con bác ơi. Chuyển qua game captain. Ok. Để tôi chỉnh OBS lại. Tôi nghi do này nó cáp cái màn mà cái màn nó chạy không hợp á. Nó màu ít giờ bây giờ đây. Limit cái farm gate. Rồi chúng ta bắt đầu lại ha. Thì cái màn chapter 1 này tiếp thôi. Này là gì? Độ khó à? Chơi con mình thì sao mà độ khó cao được. Phải chọn lên búp bê nữa. Vũ khí nãy chọn này thấy không hay. Chắc chơi lại này đi. Chơi kia thương. Game này tiếng nó cũng nhỏ nữa nha. Hello. Rồi ok. Rồi bây giờ quái nó sẽ đi ra đường nào? Yes. Rồi ok luôn. Thì mình có là 1, 2, 3, 4 đủ rồi đó. Ngoài ra là cái này là tất cả, còn cái này là phân theo loại. Cái 4 là cái gì đó? Cao gây á. Kích giáp lên, đi một lượng lớn đam. Vì dạng như là nó tăng cái mà. Đấy, sao mất tiêu cái trụ luôn rồi. Đây. Thì trụ này sẽ tấn công linh hồn trong một phạm vi nhất định. Gây một lượng đam mà không có số liệu bao nhiêu để mình soi tánh hay là biết cái nào mạnh yếu. Thì cái bẫy này gây đam do mà quân địch khi lên nó. Vì làm chậm. Những này tăng nộ gì đó thôi. Bây giờ nhấn ít. Nhấn ít để có cái góc nhìn rộng rãi hơn mà tôi nhấn nãy giờ không hết gì hết. Đây có cái đường nào. Tôi nghĩ quái sẽ đi theo cái đường này. Nhưng mà nó đi vô đâu? Chắc đi vô đây quá. Đó, quái nó sẽ đi từ chỗ này ra. Thì mình phải đặt bẫy trước đã. Thì đương nhiên là xây hội tụ ở khúc cua nè. Một. Chỉ xây được trên nền xanh thôi. Thì tôi sẽ xây trước hai cái trụ ở đây, thì một cái trụ gây đam hồi trước không nên xây cái trụ gây chậm hồi trước, cái gây đam hồi sau, chậm trước đam sau, tại vì khi nó làm chậm quá quái nó sẽ tụ lại nhiều hơn. Cái này nên đặt đâu ta? Nếu như hình tròn thì đặt cái này là ngon nhất. Đặt xong thì không biết nó có tác dụng gì không. Đặt thêm cái nữa. Gần quá à. Thì mình hết tiền rồi, chỉ còn có là xây được thêm cái bẫy nữa thôi. Thêm cái bẫy đam ở đây nữa đây. Rồi ok, nhấn G để vô quái ra. Quái nó điên nào. Điên này á, không điên trái rồi. Thì mình có thể chủ động mà đánh chặn nó trước. Thì con này có chiêu chuột phải rất liền ba luôn. Còn này cô ấp thì chắc chia mỗi người mỗi đường thủ nó dễ hơn. Mà mấy này mới quái ban đầu thôi, nó đã đánh tôi mất một chút máu gì nè. Bây giờ coi bẫy mình nó hiệu quả không. Anh em thấy bị xét ăn cưa với mà tục mình không? Tôi thấy là nặng dữ lắm đó. Có mà graphic đây, bật cái V-Sync lên, bật thử cái FPS lên. Thì cảm giác là tôi đánh vô nó chả có lực luôn á. Rồi ok, hết tiền. Thì chủ tôi thấy nó hơi bị yếu đó. Xây như gì mà quái nó vẫn qua được. Mình vẫn gần sức tay của mình thôi. Sỉnh nghiêng người ta. Có vẻ tốt nha. Không, quái nó đi đường tà đạo anh em ạ. Nó không có đi đường thẳng. Quái nó đi lên đầy luôn rồi. Game này cảm giác đánh vô không có lực gì hết. Thì mình hết máu rồi sao ta? À nút ít đây. Cúp nhìn thứ nhất thì nó còn khó nhìn hơn nữa. Quái nó cứ điên lời không ạ, chơi khôn cái thiệt. Thôi khó nhìn quá anh em ạ. Xuyên tâm tiễn. Mấy con đó nó bị mà dính cái mà cái chạm của mình á, kiểu là điên loạn, nó điên loạn chuyện kia. Vì xài ở mấy khúc cua là lại hiệu quả gấp đôi á. À da, nó đánh đau cái gì? Rồi quái đâu ra tiếp đi. Come on baby. Kìa đây. Rồi mưa hơi lớn. Vậy ra, cái gì bắn ghê vậy? Mấy này chạy nhanh quá anh em ơi. Chơi độc lắm cả. Rồi chết luôn, 5 giây. Từ bạn ơi, từ bạn ơi. Tối xong rồi nè. Rồi xây thêm cái này. Cái này tôi nghĩ nó mạnh nè. Nó mắc tiền nhất nên tôi nghĩ vậy thôi chứ không biết. Hết tiền rồi, hết tiền. Mưa hơi lớn đó nên tôi nghĩ là nó hơi ồn ào tí. Mình chết mình có mất gì không ta? Một cái bẫy làm chậm, 3 cái bẫy gây đau, một cái làm chậm, một cái gây đau. Thì tôi nghĩ là mấy cái màn đầu này đơn giản thôi, tại nó chỉ có một cái khúc cua duy nhất là khúc cua này, để mình dồn tài nguyên vô đây mình thủ nên không cần tính toán suy nghĩ gì hết. Còn nếu như qua mấy cái màn sau á, qua mấy cái màn sau mà có 2-3 khúc cua là mình phải cân đối tài nguyên lại. Nó lầy làng như virus cơ. Google nào đó nó. Cái này tôi nghĩ mấy con tầm xa đánh có lợi hơn, nó giữ máu gần như tối đa luôn. Sống nhiều vậy? Chạy đâu các bạn? Ê ơi ơi. Nó chạy vô luôn kìa. Rồi chữ Victor ghi mà tôi tính đâu nó gấp game không à. Tắt OBS đi. Thì bây giờ chúng ta đã mở được 3 cái bẫy mới. Là cái linh hồn vàng. Sinh tồn thì sẽ nhận được thêm cái lượng vàng lớn. Đây có thể nâng cấp cái cháp và có thể xây đường đó. Thì harvest. Thì cái này tôi nghĩ là một cái màn chơi thôi. Còn cái mà trụ này thì trụ xét á. Thì gây được cho mà Thunder nè. Để được đam do mà quái vật trong một diện rộng luôn. Thì bên này là level connection là gì ta? Nét hả? Thì ở map này thì chúng ta có thể nâng cấp cái cháp nè. Thì nâng cấp cái cháp thì nó sẽ thêm rất là nhiều hiệu ứng. Còn hiệu ứng gì thì nó không nói cho mình. Đây là cái linh hồn vàng. Cái linh hồn này là có thể sử dụng để nâng cấp mấy cái cháp thôi. Mình mua cháp thì chắc chắn dùng cái đầu tiên như cũ. Đây đè nút E để qua nữa nhé. Cái BS cảm giác nó góp dữ thiệt á. Con game này không có bản đồ. Cái gì đây? Rồi bãi mất máu kìa. Vậy như là cái chướng khí ở bay kìa ha. Cái bà kia ở đâu? Còn bảo vệ cái thế giới này chống khỏi quỷ dữ. Đó thì nó nói là có cái pha kia gì đó. Rồi sao đang nói thì đứng im ra nói bà. Rồi nó gắt game tôi luôn rồi, bó tay luôn. Xong cứ mỗi lần vô một màn chơi mới nữa phải gắt cứu à. Rồi tôi cũng đã bỏ cái cấp game chuyển qua cấp màn đó, nhưng mà nó vẫn bị. Nên có thể vấn đề ở đây là do con game thiệt. Thì tôi cũng để kiếm con game Unity, thì con Panther mà, con Panther như kia là cũng hình như cũng Unity mà. Để em coi đây, Panther xanh coi ghi nè. Đó, thì con này cũng Unity mà tôi chơi thoải mái có sao đâu. Chỉ có con mấy con Unity bui gần đây là mới bị lỗi vậy thôi. Thì tôi thử lại lần nữa, nếu như không được nữa thì thằng chịu thôi chứ không biết sao giờ. Thì hóm gài chơi là hình như là có ba con thuộc dạng Unity tôi hay bị gấp rồi đó. Có con thì chơi rất là lâu, còn có con thì mới lít vài cái là bay rồi. Con này thì cũng qua được cái màn 1 nên không thể đổ lỗi tại game được, còn máy thì cũng không thể đổ lỗi được luôn. Thì đâu rồi, chấp 1 xong mà không cho qua chấp 2 hả? Rồi đây, chapter thì nó ở dưới là cái map, ở trên là cái chương. Rồi chúng ta tiếp tục nhân vật mới. Nhân vật này là cái gì? Gây tôn thôi, tôi không muốn gây tôn. Cái này làm cho quái tự đấm lẫn nhau luôn hả? Chiêu đầu tiên nó thì phèn quá, không thích. Nhưng mà cứ chơi đi. Thì vũ khí tôi đổi thử qua cái này đây. Thấy nó bắn nhanh quá nè. Đừng gáp nữa nha bạn. Thì đi hướng Đông Bắc. Game này đéo có hướng phương gì đâu. Cái bản đồ tròn tròn cũng khó nhìn đó. Ở đâu rồi? Rồi vậy thì không hả? Rồi quái nó đi đường nào? Chữ ít nhấn đeo được. Cái này là con sông mà, đi ngược theo con sông này lên có cái đường màu trắng. Đây, cái đường đó ngay trên đầu mình luôn. Hay là quái nó đi đường này đó. À không, đi đường này đâm qua đây. Nó không, nó đi dọc theo cái đường này. Rồi nó lên dốc này. Rồi ôm cua qua đây. Thì thủ ngay đây. Chỉ là một đường, hai đường, ít nhất là hai đường. Còn cái đường bên này là đường nào tôi không biết. Ba đường luôn hả? Chua nha, tự nhiên từ một đường đến ba đường luôn. Thì mỗi đường tôi sẽ gãi một cái trụ để cho nó cấu ghỉa máu trước đi, để khi quái nó đi đến mình á, thì ít máu mẹ hơn. Đặt trên cầu thì nó bắn dưới đường ta. Thì bây giờ mình đã có trụ mới. Ủa sao tôi xây hết được rồi? Léo phải về con này bấm vô cái mới được xây. Nhấn số 12 thì nó cũng không có ra vậy. Rồi chịu hỏi con đó mới xây được. Thì khúc cua này lắp một cái trụ trước đi. Bây giờ mình có 200 xây được 6 cái trụ này. Thì chưa biết quái ra đường nào. Không được, nó không bắn ở trên xuống dưới được. Hoặc trên hoặc dưới thôi. Nên tôi nghĩ xây chỗ này nó cũng không tác dụng gì. Thì cái khu này, khúc cua này phạm vi rộng nhất nè. Không, chỗ này thì phải xây cái hàng ngon. Mình tập trung hết nhân lực vật lực vô đây rồi. Quái nó sẽ đi thẳng trên dốc này xuống nên chắc ăn là phải có một cái bẫy ở đây. Không, đây cái chủ đây ngon hơn. Cái bẫy giờ anh không thấy dùng máy. Thì còn quái còn lại thì đánh tay thôi. Còn một đường nó tạm thời đánh tay nè. Nó ra tới 4 đường rồi. Đi bên đây trước nè. Kìa nó chạy thẳng thẳng ngay cầu rồi. Cái gì con gì ra vậy? Bắn như tử lý phi đao vậy mà nó làm cái gót thai này quá tệ nha. Chụp phải nữa là gì ta? Nó làm cái gót thai này khó nhìn quá. Giống em gì trong Overwatch tôi quên mất tiêu rồi. Giống mình thanh niên gì mà gọi ra được 4-5 cái mũi tên, 4-5 phi tiêu nè, mỗi phi tiêu mạng á. Sao này bị nép quá chừng. Hình như chuột phải là ném 3 dao cùng lúc đó vậy. Rồi, một tuần. Rồi tuần sau chắc nó không điên này đâu. Nên tiếp tục gia cố cái khu này là thôi. Thì đặt một cái bẫy làm chậm ngay đây. Ngay đây một cái bẫy làm chậm nữa. Được không ta? Hay là đặt cái bẫy làm. Bên này là 2 đường nhưng mà nó tẻ lối ra thì đặt đây đi. Đây một cái trụ đi ghế máu. Đây một cái trụ nữa, ghĩa máu luôn.